Xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, vào clip đi ạ. Hôm nay thể theo nguyện vọng của các bạn, rất nhiều bạn là hỏi về cái phần ngữ pháp của N1, bởi vì là nhiều người là nói là cái phần ngữ pháp của N1 tương đối khó, nên là buổi hôm nay mình sẽ dừng cái phần từ nối lại một buổi. Hôm qua cái phần từ nối thì có một số bạn là nhắn nói rằng là cái phần từ nối hôm qua rất là khó, phải để có thời gian để ngẫm thì sẽ tách cái buổi từ nối sang một cái buổi khác. Còn hôm nay mình sẽ tổng ôn cho các bạn một chút về cái phần ngữ pháp liên quan đến ngữ pháp của N1 là chủ yếu, N2 thì cũng có thể chôm xỉa được một tí. Chào các bạn nha. Hiện tại thì bây giờ mọi người đang bắt đầu dục dịch để đăng ký cho cái khóa của tháng 7 năm 2025 rồi. Và tầm 15 tháng sau, 15 tháng 11 là các bạn sẽ bắt đầu vào học. Và từ 15 tháng 11 đến 15 tháng 12 thì các bạn sẽ được học free 30 buổi về cái phần luyện đọc dịch. Đó. Thì hiện tại thì như buổi trước mình có thông báo với các bạn là cái tuần đầu tiên của buổi đọc dịch, tuần đầu tiên của cái khóa 30 ngày đọc dịch này thì mình đã mở free, thì các bạn có thể vào xem cái phần này để xem là cái phần học của mình nó có phù hợp hay không. Đó. Còn cái chương trình thì sẽ bắt đầu từ 10, 10 chương trình bắt đầu vào của Zoom N1 và bắt đầu của Zoom N2 thì sẽ bắt đầu từ ngày 16 tháng 12. Hôm trước có một số bạn hỏi là bây giờ muốn mua lẻ được không, hoặc là muốn sau khi khóa học bắt đầu mà vào sau được không, thì hiện tại là bên mình tất cả các khóa học thì đều sẽ không tuyển kiểu như là vào sau mà sẽ là vào học từ đầu luôn, bởi vì là nếu mà các bạn vào sau mà không theo sát từ đầu cái phần lộ trình ấy thì sẽ có những cái phần mà các bạn bị hỏng, như vậy thì sẽ không thể đảm bảo được cái phần kiến thức cho các bạn. Thế nên là mình sẽ tuyển các bạn vào từ đầu. Và cái đợt này thì các bạn vào từ đầu thì sẽ được học 30 ngày trước là cái phần liên quan đến đọc dịch, đọc sách, để các bạn hiểu được cái cách ngắt câu, hiểu được cái phần liên quan đến từ vựng ngữ pháp trong một cái phần bài đọc. Đấy. Thì hôm trước thì mình cũng đã có nói qua rồi, nhưng mà hôm nay có một số bạn mới thì các bạn ấy chưa nắm được về cái phần lộ trình học và chương trình học, thì mình xin mấy phút để mình nói qua một chút với một số bạn mới quan tâm nhé. Là thứ nhất là 16 tháng 11 đến 15 tháng 11 đến 15 tháng 12 thì các bạn sẽ vào cái phần đọc dịch. Đó là cái phần free hoàn toàn, khi mà các bạn mua khóa học của tháng 7 năm 2025 thì sẽ được tặng. Kể cả các bạn mua của khóa Zoom hay kể cả các bạn mua khóa video đều sẽ được tặng, bởi vì đấy là một cái chương trình tri ân mình dành cho các bạn. Còn chúng ta sẽ bắt đầu vào học khóa học từ ngày 16 tháng 12 với các bạn lớp Zoom. Thì chương trình của các cái chặng ấy thì sẽ là gồm có 4 chặng. Cái chặng đầu tháng 12 đến tháng 1 là cái thời điểm mà mình sẽ ôn lại các cái phần kiến thức gốc cho các bạn. Và cái này thì những bạn nào đã học ở bên mình thì đều nắm rõ là cái chương trình học của bên mình thì nó không chỉ là trong các cái buổi Zoom. Mặc dù khi thông báo thì đều thông báo là có 60 buổi Zoom, nhưng đấy là 60 buổi học trực tiếp. Còn một khi mà các bạn đã đăng ký ở bên mình rồi thì các bạn sẽ vào học từ cái ngày bắt đầu khai giảng đó cho đến khi mà kết thúc khóa học trước ngày thi. Tức là những cái ngày còn lại các bạn vẫn sẽ phải làm bài tập theo lộ trình. Lộ trình này sẽ được chia theo từng tuần và theo các chặng. Chúng ta cứ bám sát cái phần lộ trình đấy để các bạn học. Và ngày nào cũng có phần bài test. Hoặc là hàng tháng thì cũng hàng tuần thì cũng sẽ có những cái phần bài test chuyên đề. Tức là cái phần bài tập và chương trình học nó sẽ tương đối nặng. Đó. Hôm trước có một số bạn nói là không có thời gian thì học được không? Nếu mà thực sự không có thời gian thì mình nghĩ là tốt nhất là không nên học. Bởi vì sao? Bởi vì là thứ nhất là khi mà chúng ta làm một cái việc gì đó thì chúng ta cũng phải cần dành thời gian cho nó. Bất kể kể cả việc học hay bất kể việc gì đấy. Nếu mà các bạn thực sự không có thời gian thì các bạn lại phải chăm chỉ từng chút một, tức là mình phải tranh thủ cơ. Còn không có thời gian hẳn mà xác định ngay từ đầu là không có thời gian thì không nên học. Và cái thứ hai nữa là cái chương trình này thì là luôn là cái chương trình mà mình sẽ thiết kế làm sao để cho các bạn qua một cái khóa học đấy 6 tháng là các bạn sẽ có đủ toàn bộ cái phần kiến thức để các bạn đi thi. Đó nên là hầu hết ở bên mình là các bạn ấy sẽ thi một lần mà đỗ, nếu như các bạn chăm chỉ bám theo đúng lộ trình. Chứ không phải là cần các bạn phải học nhiều rồi nhiều khóa nhiều kỳ, không phải. Đấy, thì tất cả các chương trình thì đều được sẽ bao gồm hết. Ví dụ mình cho các bạn xem một cái phần này của lớp Zoom N1 đang học. Lớp Zoom N1 đang học chẳng hạn thì đây là cái khóa Zoom của tháng 10
tháng 12 năm 2024 này. Đó. Thì cái khóa Zoom N1 đang học nha, thì sẽ theo cái phần lộ trình là từng tuần như thế này, đúng không? Đó. Mỗi tuần thì sẽ có cái phần lịch học như thế này. Lịch học. Ngày nào cũng sẽ có bài test, ngày nào cũng phải có cái phần bài tập như thế này. Như thế thì tương đương với cái thời gian học của các bạn sẽ phải, người nhanh thì sẽ là 1 tiếng một ngày. Còn có những bạn mà cái kiến thức nó bị hổng nhiều thì sẽ phải học chậm hơn, thì có thể sẽ phải rơi đến tầm hơn 1 tiếng. À, Ngà Nguyễn GP đăng ký rồi mà vẫn không tham gia học được. Mở lớp buổi sáng lúc 8 giờ nè. Các bạn có nhu cầu học lớp buổi sáng nhiều à? Bây giờ hiện tại thì đang là lớp buổi tối thôi. Hiện tại đang lớp buổi tối. Ví dụ N1 thì sẽ học vào cái khung giờ là từ 7 giờ 45, tức là 9 giờ 45 ở bên Nhật. Đó, đến tận bên Nhật, nếu mà tính giờ bên Nhật thì nó sẽ là từ 9 giờ cho đến 11 giờ, cái khung giờ buổi tối thôi. Buổi tối các bạn bận đi làm à? Đó, thì trong cái phần file tổng hợp tất cả các cái buổi họp Zoom, đó, đều được có cái phần link quản lý này. Thì trong cái phần file tổng hợp các buổi họp Zoom ấy, một cái nội dung của một buổi học nó nhiều như thế này. Đó. Một cái nội dung của buổi họp Zoom nó nhiều như thế này và nó dàn trải, nó sẽ bao quát đầy đủ các cái phần chương trình đúng theo cái mà format của một cái phần đề thi GLBT mà mình đã nghiên cứu. Thế thì cái nội dung học ngay cả cái buổi Zoom nó cũng rất là nặng rồi. Mỗi một cái buổi Zoom thì sẽ test rất là nhiều, hầu như là test thôi. Test và chữa, test và chữa, bởi vì là thực tế là những cái phần kiến thức của N1 và N2 ấy, nếu mà các bạn chỉ học mình cái phần lý thuyết thôi thì các bạn sẽ không thể nhớ được. Mà cái có một cái bài mà mình đã từng post ở trên fanpage này ạ, đó là có một cái cuốn sách của một bác người Nhật, người ta nghiên cứu hẳn hoi nha. Tức là để các bạn phải ghi nhớ được ấy, thì các bạn sẽ phải tạo thành một cái vòng lặp. Chúng ta sẽ phải tạo thành một cái vòng lặp, ví dụ như là cái phần kiến thức đấy mình sẽ phải lặp lại trong cái quãng thời gian nhất định nào đó. Ví dụ lặp lại sau 2 ngày, lặp lại sau một lần lần thứ hai, lặp lại sau 1 tuần, lặp lại sau 1 tháng, hoặc lặp lại sau bao nhiêu, thì cái kiến thức đấy nó mới tạo thành một cái lối mòn. Các bạn cứ tưởng tượng đơn giản là một người có thể mình chỉ gặp một lần, mình không nhớ nhớ, nhưng mình gặp vài lần thì mình sẽ nhớ mặt người ta, đúng không? Đó. Học buổi sáng à. Ok, để mình thử xem xét xem là nếu cái số lượng người học buổi sáng có thì mình sẽ có thể mở thêm một cái lớp vào buổi sáng. Chủ yếu lớp buổi sáng là các bạn đang ở bên Nhật thôi đúng không? Thì cái đấy để xem xét sau, còn hiện tại là bây giờ đang là cái lớp buổi tối thôi ạ. Đó, thì cái chương trình nó rất là nặng, thế nên là mình vẫn luôn nói trước với các bạn là, một là các bạn xác định là các bạn mong muốn thi đỗ và thi đỗ một phát luôn. Các bạn bám đúng lộ trình. Đương nhiên thì bên mình vẫn cho học lại. Thế nhưng mà với cái điều kiện là, ví dụ như là nếu như các bạn trong cái quá trình học các bạn vẫn học chăm chỉ, các bạn vẫn đạt được đủ 90% điểm chuyên cần, thì chẳng may nếu mà một kỳ này các bạn thi trượt thì các bạn sẽ được học lại hoàn toàn phổ đi ở cái kỳ sau. Và cái tài khoản của các bạn sẽ vẫn được tính là 12 tháng kể từ ngày kích hoạt. Đó, nên là vẫn có một cái cơ hội thứ hai cho các bạn, nhưng mà mình vẫn luôn mong là mọi người sẽ thực sự là quyết tâm để chúng ta đạt được một cái chứng chỉ ngay trong cái lần đầu tiên. Thứ nhất là nó sẽ giảm bớt cái phần thiệt hại khi mà chúng ta bỏ quá nhiều thời gian, có nhiều khi là quá nhiều thời gian, có những bạn mà học cứ tự học xong rồi kiểu như học nó chưa tới ấy. Thì dẫn đến cái việc là học đi học lại, học thi rất là nhiều lần. Thứ nhất là nản. Thứ hai là mình cũng kiểu như là mất phương hướng và mất rất nhiều cái cơ hội. Tất nhiên là cái chứng chỉ nó sẽ là một cái bước đệm thôi, nhưng mà nó sẽ cho chúng ta những cái cơ hội mà có thể nếu như không có chứng chỉ đấy, các bạn sẽ không có được cái cơ hội đấy từ cái vòng gửi xe. Đấy. Đó, nên là hãy quyết tâm nếu mà các bạn muốn tham gia các cái phần khóa học. Và chủ yếu là mình chỉ luyện thi ở các cái cấp độ N1, N2 và N3 thôi. Cái phần KOA thì các bạn có thể đăng ký ở một cái chương trình của các bên khác. Bởi vì là cái KOA thì nó sẽ phải cần tập trung vào cái khả năng hội thoại, nó sẽ phải cần có một cái mảng riêng. Còn cái luyện đề, cái mà luyện để cho các bạn thi thì mình sẽ tập trung theo cái kiểu để làm sao để các bạn có thi đỗ. Thì nó cái khác, chứ nhiều người lại bảo là vừa muốn là có KOA, vừa muốn là có GLBT. Thì thực ra là ok, nếu mà các bạn có GLBT rồi thì các bạn cũng sẽ có cái từ vựng
các bạn cũng sẽ có ngữ pháp, thì từ đấy nó sẽ có bước đệm cho các bạn học Kiowa. Nhưng mà trong một cái chương trình, một khóa học thì không thể nào đáp ứng được cả hai. Đó, thường như vậy nó sẽ rất là nửa vời và nó sẽ không thể nào đạt được cái mục tiêu được, đặc biệt là các bạn đang ôn thi N1. Nguyên cái việc ôn thi nó đã rất là vất vả rồi, đúng không? Rồi, thế nên là những cái bạn nào mà có quan tâm đến cái đợt của tháng 7 năm 2025 thì các bạn có thể đăng ký luôn cái đợt này để chúng ta không bị bỏ lỡ cái 30 ngày đọc dịch free đó. 30 ngày đọc dịch đó là mình không bán lẻ nha. Vẫn rất nhiều bạn hỏi là có bán lẻ cái 30 ngày đọc dịch đấy không, thì là không bán lẻ, nhất quyết là không bán lẻ. Chỉ cái phần này là cái chương trình mà mình thiết kế dành riêng cho các bạn đang học đăng ký của cái chương trình tháng 7 năm 2025 thôi. Đấy là cái phần quà tặng dành cho các bạn, nên là nhất quyết không bán lẻ đâu ạ. Rồi, vậy chúng ta sẽ vào cái phần nội dung của buổi ngày hôm nay. Phần nội dung của buổi ngày hôm nay thì các bạn sẽ vào cái một số cái câu hỏi ở cái dạng tổng ôn ngữ pháp của N1 và N2 nha. Câu đầu tiên ạ, mọi người cùng comment nha. Câu đầu tiên này mang tính chất là ôn lại bài thôi, bởi vì cái dạng bài của cái câu đầu tiên này chúng ta đã làm rồi. Những bạn nào có chăm chỉ xem clip gần đây thì đều biết là cái dạng bài này rồi. Câu số 1, hy vọng là không có ai bị sai. Ôn lại bài một tí nha. Việt Hùng chọn là A, tức là phương án số 1 nữa. Nguyện nhân khóa luyện đề là học Zoom ạ. Nếu mà luyện đề riêng, chỉ làm đề thôi thì không phải là học Zoom. Cái khóa đấy sẽ làm tầm khoảng hơn 40 đề tổng, của bao gồm cả cái đề thi thực tế và cả cái đề thi do mình biên soạn. Còn do bên mình tập hợp lại. Còn cái khóa Zoom là cái khóa tích hợp tổng thể. Khóa Zoom là cái khóa tích hợp tổng thể các bạn sẽ học trong vòng 6 tháng và nó sẽ bao gồm hết trọn bộ. Còn nếu mà bạn mua lẻ một cái khóa luyện đề riêng thì nó là cái khóa riêng và nó cái đợt vừa rồi mình đã tuyển rồi là nó là cái khóa chỉ làm đề làm đề làm đề làm đề và không có phần Zoom. Rồi có vẻ như là nhớ bài rồi đúng không ạ? Câu này chắc là không cần phải phân tích nữa đúng không? Đó. Bởi vì cái dạng này mình đã từng cho các bạn làm rồi trong cái buổi Zoom gần đây nhất. Thì cứ nhớ một cái quy tắc mà mình đã hướng dẫn cho các bạn đấy là khi mà người ta hỏi cái câu hỏi liên quan đến trợ từ thì bạn phải để ý đến cái gì? Bạn phải để ý đến động từ. Và ngược lại khi mà người ta hỏi cái câu hỏi liên quan đến động từ thì bạn phải để ý đến trợ từ của nó. Thì trong cái câu này thì đây là một cái tha động từ, đúng không? Đã là cái phần tha động từ này rồi thì các bạn phải sử dụng với ô vợ. Đây người ta sẽ nhấn mạnh thêm một cái là làm hài lòng cả cái đối tượng đấy nữa. Cái này không nói nhiều nữa nha. Bởi vì cái bài, cái dạng câu này đã từng làm rồi và đã từng phân tích rồi. Các bạn có thể xem lại cái livestream gần đây nhất, cũng là cái phần tổng ôn ngữ pháp của chúng ta. Hình như là hôm đấy là buổi thứ mấy nhỉ các bạn nhỉ? Thứ sáu tuần trước phải không? Đó. Thì đáp án ở đây là ô mộ. Xem. Do vậy chúng ta sẽ đến với câu số 2 luôn nha. Đến với câu số 2 luôn ạ. Ni bảo, theo các bạn phương án nào sẽ là phương án chính xác ở đây? Sasowareru mama, sasowareyou ga. Rồi tiếp theo là ue ni và kagi nai kagiri nè, các cái cụm ngữ pháp này các bạn phân biệt rõ này. Câu số 2, Việt Hùng trả lời là phương án 1, Quỳnh Vũ cũng trả lời là phương án 1. Bây giờ chúng ta sẽ loại nha. Nai kagiri là trong cái dạng câu điều kiện, nếu không A thì không B. Ue ni dùng khi mà các bạn bổ sung thêm thông tin, không những A còn hơn thế còn B. Thì khi bổ sung thêm thông tin, cái vế B thường đi với những trợ từ bổ sung thêm, ví dụ như là trợ từ mo chẳng hạn. Yoga thì với nghĩa là cho dù đi nữa. Thì câu này ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ phải sử dụng là phương án số 1 là phương án chính xác. Cái phần mama này á là cái dạng mà chúng ta đã học ở cái phần sơ cấp rồi. Đúng không? Sono mama nhỉ, cứ giữ nguyên như thế. Thì mama là giữ nguyên theo đúng như vậy, không có làm lệch gì cái gì cả. Thì cái dạng này của các bạn sẽ dùng như sau. Thông thường với dạng này á, động từ của chúng ta sẽ chia về bị động. Động từ của chúng ta sẽ chia về bị động và thể hiện cái nghĩa là mình làm cái hành động V đằng sau này này. Mình làm cái hành động V đằng sau này theo đúng như cái mà mình được người ta nói, hoặc là theo đúng như là được người ta mời, hoặc theo đúng như là được người ta khuyên. Người ta khuyên như thế nào thì mình làm như vậy. Né. Đó. Bạn dù như thế nào, bạn cứ ý của cái câu này là mình vào cái câu lạc bộ tennis theo như lời của người bạn rủ. Bạn rủ mình cứ thế mình làm theo thôi. Và cái này nhớ là nó sẽ là cái dạng động từ chia về bị động cộng với mama nhé.
Ở cái vế đằng sau thì các bạn không cần phải thêm các cái trợ từ khác, ví dụ ố các kiểu không cần đâu nha. Rồi tiếp theo đến câu số 3 thì phương án nào sẽ là phương án chính xác ở đây? Các bạn làm cái đề đầu một thì các bạn thấy rồi, có những cái năm mà có những cái phần câu thực ra nó không thuộc về cái phần ngữ pháp gì cả, mà nó chỉ đơn giản là thuộc về cái phần từ vựng thôi. Và mình phải đưa cái phần từ vựng làm sao để cho nó phù hợp với cái ngữ nghĩa của cái câu đó, đúng không? Sau rồi cứ học cái ngữ pháp cho cố và đến cái lúc từ vựng thì không phân tích ra được thì nó vẫn bị sai về cái phần câu pháp đấy. À, ở câu này thì Việt Hùng trả lời là phương án số 3 là á, phương án 2 hả? Tê ngồi nó rơi tê. Rồi bây giờ cùng xem nha. Cái này là một cái thông báo ở trên fanpage, ở trên trang web của cửa hàng. Cửa hàng người ta có nói là gì? Chúng tôi sẽ không nhận trả lại hàng hoặc là đổi hàng. Bởi vì vậy hãy thông cảm với chúng tôi, hãy hiểu cái điều đấy trước. Tức là trước khi mua hàng phải hiểu cái điều đó. Arakajime ご了承ください. Vậy thì cái đoạn trước này người ta có nói là shohin ni kekkan ga aru là gì? Có lỗi ở trong sản phẩm. Vậy thì ngoại trừ cái trường hợp là có lỗi ở trong sản phẩm ra, còn những cái trường hợp khác thì chúng tôi sẽ không nhận, không chấp nhận hình thức là trả lại hàng hay là đổi hàng, đúng không? Loại trừ cái gì đó thì bây giờ các bạn loại được câu số 1 và câu số 3, bởi vì cái trường hợp kuwaite là bổ sung thêm, ngoài A còn hơn thế còn B nữa, đúng không? Ở đây không phải bổ sung mà loại trừ. Loại trừ với cái động từ của chúng ta là động từ nozoku. Thì ở đây người ta dùng nó với dạng là nozoite, nhưng mà nó là cái điểm hay là cái trường hợp, đúng không? Nó là cái điểm hay cái trường hợp thì ở đây nó không phải là điểm nhá. Cái điểm tên ấy, tên thì nó sẽ nhiều khi các bạn sẽ thấy là nó bằng với cái trường hợp tên, là nó sẽ bằng với trường hợp của tokoro. Có những cái chỗ mà mình không hiểu, wakaranai tokoro ga arimasu, hoặc có những cái điểm mà mình không hiểu, wakaranai ten ga arimasu. Đó thì thực ra hai cái từ vựng này giống nhau, có thể thay thế được cho nhau trong cái trường hợp mà chúng ta muốn nói là trong cái bài này, trong cái nội dung này có những cái chỗ hoặc có những cái điểm mà tôi không hiểu. Còn đây là người ta đang nói về cái trường hợp khi mà chúng ta xét, đúng không? Những cái trường hợp mà lỗi thuộc về phía sản phẩm thì chúng tôi có thể cho đổi, còn loại trừ những trường hợp đấy ra thì chúng tôi sẽ không cho đổi hoặc là không cho trả lại hàng. Thì các bạn phải dùng với từ trường hợp là phương án số 4 chứ không phải là điểm nhé. Điểm thì thường dùng cho cái điểm trong một cái nội dung nào đó, à, ví dụ xét được cái điểm này, điểm trong một cái vấn đề nào đấy đó, chứ không phải là điểm ở trong cái trường hợp này, đúng không? Ở tiếp theo đến câu số 4 ạ, những cái câu đầu khá là dễ, các bạn N2 vẫn có thể làm được ok nha. À, dần dần mới nâng cấp lên một tí. Câu số 4 thì phương án nào sẽ chính xác ở đây? Thì các bạn để ý rằng là trong cái đề của N, kể cả từ N3, N2 và N1 thì kiểu gì nó cũng sẽ có một đến hai câu về cái phần tôn, về cái phần kính ngữ. Lý do bởi vì sao? Bởi vì như mình vẫn thường nói với các bạn ấy, thì trong cái dạng ngữ pháp của tiếng Nhật ấy, thì kính ngữ là một cái phần đặc trưng rất đặc biệt của tiếng Nhật mà các bạn kiểu gì cũng phải học, không thể né tránh nó được, đúng không? Đó nên là cái trong cái đề thi kiểu gì cũng sẽ có, nên là xác định tinh thần là mình phải trước khi thi mình phải đọc kỹ lại các cái phần về kính ngữ. Và thực ra kính ngữ ấy, thì nó chỉ có những nguyên tắc như thế này này. Một là trước tiên bạn xác định là cái hành động đấy là của ai. Việc xác định hành động đấy là của ai sẽ giúp cho mình nắm được là chúng ta cần nâng lên hay là cần hạ xuống, hay nói cách khác là xác định được là mình cần dùng tôn kính ngữ hay là khiêm nhường ngữ. Trường hợp thứ hai nữa là sau khi mà chúng ta xác định được cái hành động của ai rồi thì nhiều khi các bạn phải quy nó về động từ gốc xem nó đã phù hợp hay chưa. Ví dụ ở trong cái câu này thì cái động từ gốc của nó là gì? と思います. Đúng không? と思います. お忙しいと思います. Này, từ cái động từ omo. Biết rằng, tôi biết rằng là anh rất là bận, thế nhưng mà mong anh xác nhận giúp. Đó. Thì khi mà chúng ta quy về động từ gốc rồi chúng ta phải xem nó có phù hợp hay không. Và một cái trường hợp thứ ba nữa đó là các bạn phải nhớ được cái cách biến đổi của những cái dạng động từ đặc biệt. Thực ra nó chỉ có một cái bảng list các cái động từ đặc biệt đấy thôi. Thì khi các bạn nắm được ba cái nguyên tắc đấy là hầu như là các bạn đã có thể làm được cái phần kính ngữ rồi. Thì trong cái câu này cái động từ gốc của chúng ta là omo. Và khiêm nhường ngữ của omo đó chính là zonjimasu, đúng không? Chúng ta có khiêm nhường ngữ của động từ biết, shiru và omou là giống nhau, đều là zonjimasu. Nên trong cái câu này phương án đúng của chúng ta sẽ là phương án số 2, đúng không?
Đó, còn ở đây những cái trường hợp còn lại, ví dụ tôn kính ngữ là sai này. Moshi agemasu và itashimasu. Itashimasu cũng là khiêm nhường ngữ nhưng nó là của động từ suru thì không phải ghép vào cái chỗ này nó không phù hợp. Hoặc moshi agemasu. Moshi agemasu thì các bạn hiểu rồi, nó là khiêm nhường ngữ của những động từ nào ạ? Thứ nhất là nó là khiêm nhường ngữ của động từ yu, nói, đúng không? Với động từ nói thì các bạn sẽ có hai khiêm nhường ngữ, một là moshimasu, hai là cái trường hợp moshiagemasu này. Đó, nhưng nó sẽ khác nhau một chút. Ví dụ đối với trường hợp moshimasu thì chỉ dùng với dạng khiêm nhường ngữ hạ thấp bản thân mình xuống khi chúng ta dùng cho hành động của mình mà không có liên quan gì đến đối phương. Ví dụ khi mà các bạn giới thiệu là thao tô moshimasu chứ các bạn không nói là thao tô moshiagemasu, đúng không? Vậy thì moshiagemasu sẽ dùng khi nào? Khi mà các bạn vẫn là hành động nói khiêm nhường ngữ của mình. Vẫn là hành động nói khiêm nhường ngữ của mình. Thế nhưng mà cái nói đấy là gì? Chúng ta có tác động đến đối phương, đúng không? Vẫn là nói, ví dụ như là mình muốn nói cái lời cảm ơn, đúng không? Đó, thì cái lời cảm ơn đấy là tác động đến đối phương. Tác động đến đối phương. Thì lúc đấy các bạn sẽ phải dùng là gì? Kokoro yori ore moshi agemasu. Xin gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Kokoro yori ore moshi agemasu. Đó thì cái hành động nói vẫn là của mình, nó vẫn là khiêm nhường ngữ. Còn ở đây là mình tác động mình nói đến đối phương. Ngoài ra cái moshiagemasu nó còn dùng trong một cái trường hợp nữa. Đấy là khi mà chúng ta dùng một cái dạng là chẳng hạn đối với động từ nhóm 1 và động từ nhóm 2 thì các bạn sẽ chia về vmas, bỏ đuôi mas đi. Trước nó thì thường sẽ là o, đúng không? Còn đối với động từ nhóm 3 thì thông thường các bạn sẽ là go cộng với phần danh từ thì cộng với itashimasu. Thì thay vì trường hợp itashimasu này các bạn có thể dùng với moshiagemasu. Thì lúc đấy nó không còn dịch cái nghĩa là nói nữa, mà lúc đấy cái moshiagemasu nó sẽ bằng với itashimasu khi chúng ta dùng cho hành động khiêm nhường ngữ, đúng không? Godendaku itashimasu thì có thể thay thế bằng Godendaku itashimasu thì có thể thay thế bằng Godendaku moshiagemasu, đúng không? Đó thì chủ yếu nó sẽ hai cái trường hợp như thế này thôi. Rồi tiếp tục đến câu số 5 nha. Câu số 5 rất là dễ này. Câu số 5 sẽ chọn được ngay, đấy là cái phương án số 3, đúng không các bạn? Phương án số 3 ở đây, te kara toyo mono, kể từ sau khi a, và đằng sau nó là một cái sự thay đổi. Kể từ sau khi đi làm thì cái cơ hội để mình tập thể dục, để mình vận động nó ít hơn hẳn. Câu này sẽ không phân tích nhiều nữa nhé. Rồi tiếp theo đến câu số 6 ạ. Câu số 6 phương án nào sẽ chính xác ở đây? Câu số 6. Câu số 6 thì chúng ta có cái dạng là tomottara này. Đó, thì khi mà nói về cái tomottara thì các bạn sẽ có những cái dạng nghĩa như sau. Một á là tomottara nó sẽ dùng cho cái ví dụ như là vừa mới a thì sau đó thay đổi thành như thế nào đó, cái trạng thay đổi rất là nhanh. Ví dụ vừa mới thấy nó cười, sau đấy thì lại thấy nó nói chuyện điện thoại với bạn rất là vui rồi. Cái trạng thái đằng sau nó là sẽ là một cái thay đổi rất là nhanh. Thì người ta có thể dùng là gì? Naite ta tomoto hoặc là naite ta tomottara tomodachi to denwa de tanoshisou ni hanashite ita. Thì cái này thường nó dùng trong cái dạng câu khẳng định để chúng ta kể lại. Hoặc là gần như hai hành động nó gần như là xảy ra song song đồng thời luôn. Vừa mới A thì ngay lập tức B. Ví dụ cái câu ví dụ mà các bạn hay gặp là trời vừa mới tối một cái là mưa mưa rơi luôn, mưa chút xuống luôn. Gần như nó là hotondo doji giữa hai vế A và B, đúng không? Sora ga kurakunatte kita to omouto hoặc là tomottara là giống nhau nhé. Ame ga furidashita ne. Còn cái trường hợp tomottara ngoài ra nó còn với một cách dùng nữa. Mình cứ nghĩ là a nhưng hóa ra cái sự thật lại là như thế nào đó. Ví dụ mình sờ vào cái máy tính bật mãi nó không lên. Hôm trước mình cứ nghĩ là nó hỏng rồi nhưng mà hóa ra là sau đấy được một lúc thì thấy nó lên, thì hóa ra nó đã được chồng mình sửa rồi chẳng hạn. Đấy, hóa ra đã được sửa rồi. Cứ nghĩ là hỏng nhưng mà hóa ra nó đã được sửa rồi. Thì mình có thể dùng là Kosho shita to omottara naotta. Thì trong câu này cũng vậy. Mình không tìm thấy cái chìa khóa xe đạp ở đâu. Miatara này, không biết là nó ở đâu. Nhưng mà ngay sau đấy thì mình thấy rằng là nó vẫn nằm ở trong cái túi quần mà mình mặc hôm qua. Trong câu này các bạn sẽ loại, bởi vì thực ra
cái tố mô tả đó, hoặc là tố mô tụ đằng sau nó sẽ không đi với những cái dạng thể hiện cái ý chí như là tsumori hoặc là nên hoặc là đưa ra lời khuyên, bởi vì đằng sau nó chỉ là một cái dạng câu kể thôi. Khi mà người ta kể sự việc vừa mới A thì ngay lập tức B, hoặc là cứ ngỡ A thì lại B, đúng không? Nó sẽ là những cái dạng không có ý chí, giống như nãy giờ chúng ta thấy là những cái phần mà sự việc, cái sự thay đổi hoặc là những cái sự việc nó xảy ra đồng thời sau đó luôn ấy. Khi mà chúng ta kể cho một cái đối tượng khác hoặc là kể cho bản thân mình, cứ ngỡ A thì thực ra đã như vậy, nó không có ý chí nhá. Còn cái konai thì nó lại dùng cái trường hợp là hoàn toàn không thì cũng không đúng. Thì phần này là hóa ra là mình vẫn cứ để nó ở trong đấy. Ide panashi datta thì đáp án sẽ là câu số 2. Rồi, tiếp theo các bạn đến với trường hợp câu số 7. Với phần câu số 7 này thì chúng ta nhớ một cái dạng ngữ pháp đặc biệt nhé. Dạng ngữ pháp đặc biệt, các bạn nhìn thấy cái cụm này ở đây này. Chúng ta có cái phần lặp lại của hai lần này đúng không? Mono và mono dake ni. Đấy. Nhưng mà trước khi vào cái phần này thì mình sẽ phân tích cho các bạn cái từ oisoreto này. Oisoreto đây là một cái dạng phó từ sẽ thường đi với cái phần câu phủ định. Oisoreto các bạn nhìn thấy đằng sau này. Oisoreto stereo ba kê ni vai ka nai, tức là mình không thể vứt nó một cách dễ dàng được. Thì cái oisore nó sẽ dùng những trường hợp như thế này này. Oisore chủ yếu sẽ đi với dạng câu phủ định để thể hiện cái nghĩa là mình không thể thực hiện cái việc đó một cách đơn giản dễ dàng. Ví dụ như là khi một người nào đó yêu cầu nhờ vả mình một cái việc gì đó, mình không thể thực hiện. Ví dụ như là cái việc này không thể làm một cách dễ dàng được đâu, không đơn giản đâu. この仕事はおいそれとはできません。Hoặc là tiền nó không phải là cái đơn giản có được đâu. おいそれと金はできるものじゃない。Né, nó luôn sẽ đi với dạng câu phủ định. Hoặc là ví dụ như là anh ấy nhờ mình một cái việc nào đó, mình nói là đây không phải là cái việc mà có thể dễ dàng nhận được đâu, mình phải suy nghĩ, mình phải cân nhắc chứ. おいそれと引き受けられるような仕事じゃない。Thì trong cái câu này là mặc dù là không cần thiết nữa, thế nhưng vì như thế nào đó, thế nên là không thể vứt nó một cách dễ dàng được. Đấy. Vậy thì cái đây nó phải là một cái món đồ đặc biệt hoặc như thế nào đó, đúng không? Thì các bạn sẽ dùng với một cái cấu trúc ở đây, đấy là danh từ chúng ta sẽ lặp lại hai lần. N cộng với trợ từ ga, sau đấy thì lặp lại về cái danh từ đó và cộng với dake nhỉ. Đấy. Thì các bạn có một cái để các bạn ghi nhớ như thế này này. Thực ra ở cái phần kiến thức của N2 là các bạn đã học với cái mẫu dake ni rồi. Đúng không? Phần kiến thức của N2 các bạn đã học với cái mẫu dake ni rồi. Và dake ni nó để đây là mình đang nói là chỉ mình cái mẫu dake ni thôi nha, nó không phải cái còn cái mẫu mà gặp lặp lại với cái phần này thì N2 các bạn chưa học. Mình đang dẫn dắt cho các bạn để các bạn hiểu thôi. Thì cái dake ni ở cái phần kiến thức của N2 mà các bạn học ấy, nó dùng với nghĩa là vì. Vì A nên cái B đằng sau nó đặc biệt hơn, hoặc vì A nên cái phần đằng sau nó thuộc cứ biết sự hoặc là nó đi ngược lại so hơn với bình thường. Ví dụ như thế này. Vì là chẳng hạn như là tuần lễ vàng chẳng hạn, Golden Week cứ là đa kê nhỉ, thế nên là đường lúc nào nó cũng đông hơn bình thường. Ít chứ một ý chỗ nhỉ, mình chỉ gặp con để được thì mẫu đa kê nhỉ nó đã đưa ra cái lý do rồi, đúng không? Nó đã đưa ra lý do rồi. Thì khi mà các bạn ghép với cái dạng này nó cũng sẽ là cái dạng đưa ra lý do, nhưng nó đặc biệt hơn một chút. Nó đặc biệt hơn một chút đấy là các bạn thấy là người ta không có dùng cái tính từ gì ở đây cả, đúng không? Người ta không có dùng cái tính từ gì ở đây cả mà người ta chỉ dùng cái danh từ thôi. Đó là danh từ sẽ lặp lại hai lần. Và lúc này nó sẽ dùng để nhấn mạnh cái nghĩa là vì là như vậy, thế nên cái B đằng sau là cái đương nhiên. Cái B đằng sau là một cái hoàn toàn hợp, một cái kết quả tất nhiên. Và nó có thể đi theo cả cái chiều hướng tốt và cả cái chiều hướng xấu. Thế nên thực ra cái này các bạn sẽ không có một cái dịch cố định, mà các bạn phải dựa vào cái danh từ ở trong cái câu đó và dựa vào cái vế B đằng sau xem nó là tích cực hay tiêu cực để các bạn dịch. Đúng không? Ví dụ như thế này nha. Các bạn thấy rằng là đoạn trên, đoạn sau người ta nói là cái tính năng nó không tốt, tính năng nó không được cao. Ví dụ một cái sản phẩm giá nó rẻ thì tính năng nó sẽ không được cao đúng không? Thế lúc đấy bạn sẽ dùng là値段が値段なだけに性能はあまり高くない。Đó, bởi vì nó sẽ là hai cái theo logic tất yếu với nhau. Nên nếu mình thấy là đằng sau nó dùng với nghĩa là tính năng không được tốt thì lúc đấy mình sẽ dịch là à bởi vì là cái giá như vậy, tức là cái giá rẻ nên là cái tính năng nó sẽ không được tốt. Đúng không? Thì mình sẽ phải dựa vào cái B đằng sau để làm sao dịch một cái câu cho nó thuận. Cái B đằng sau sẽ là cái đương nhiên và hoàn toàn sẽ không có tính từ.
nhiều bạn nói là bây giờ em có thấy cái tính từ yasui ở trong cái từ này đang này đâu, sao lại dịch như vậy, đúng không? Thì chúng ta phải hiểu được cái sắc thái dùng của cái mẫu này, nó chỉ dùng với danh từ thôi, và nó sẽ dùng với nghĩa là vì là cái A như vậy nên cái B đằng sau là cái đương nhiên, nên mình phải nhìn vào cái danh từ và nhìn vào cái B đằng sau để mình dịch cho nó phù hợp. Thì trong câu này chúng ta sẽ hiểu là à, vì làm nó là một cái món đồ quý giá nên không thể vứt nó một cách đơn giản được, đúng không ạ? Rồi tiếp theo nha, đối với câu số 8 thì phương án nào sẽ chính xác ở đây ạ? Câu số 8 chúng ta cũng có hai cái danh từ. Hai cái danh từ được lặp lại hai lần. Thì phương án nào sẽ phù hợp ở đây? Một cái buổi tối thật là tuyệt vời, đúng không? Subarashi. Và tất cả các vì sao đều có ở trên bầu trời, nó nhìn thấy hết, jembu dete ta, dete tan da, xuất hiện hết, tức là mình nhìn thấy hết tất cả các vì sao rất là nhiều. Thì cái trường hợp này các bạn sẽ dùng với một dạng, đấy là danh từ của chúng ta cũng sẽ lặp lại hai lần và kết hợp với toyu, hoshi toyu hoshi, thì nó sẽ bằng với subete, tất cả cái gì đó. Và những cái dạng này thì đã từng thi trong cái đề thi của N1 đấy các bạn ạ, đã từng thi, nó sẽ bằng với subete, tất cả nhé. Rồi, tiếp theo này, chúng ta đến với câu số 9. Đẩy nhanh một tí nha, bởi vì toàn là các cái cao thủ đó, mình nhìn thấy cái phần mà các bạn trả lời đáp án là biết là biết cái dạng này rồi. Có cần phân tích kỹ hơn không ạ? Những cái chỗ nào mà cần nhấn mạnh hoặc là cần cần phân tích kỹ hơn thì mình sẽ phân tích kỹ cho các bạn nhé. Còn những cái nào mà các bạn đã biết rồi thì mình sẽ đẩy nhanh một chút. Tiếp theo chúng ta đến với câu số 9. Thì cái phần câu số 9 này là một trong những cái dạng ngữ pháp rất là quan trọng mà các bạn cần phải biết từ cái phần N2 cơ. Bởi vì là cái dạng ngữ pháp này nó sẽ là cái phần gốc để biến đổi cho rất nhiều những cái ngữ pháp khác. Và sau này khi mà các bạn đọc báo, đọc sách, đọc các đấy thì các bạn cũng sẽ thấy người ta dùng cái dạng này rất nhiều. Đó chính là cái dạng ngữ pháp gốc của chúng ta là cái cụm động từ tosuru. Đó, cái gốc của nó là tosuru các bạn nhé. Thì cái tosuru này nó sẽ mang những cái nghĩa là coi là, cho rằng là, nó nhiều nghĩa lắm, coi là, cho rằng là, quyết định rằng là, phán đoán rằng là gì đó. Đấy, thực ra nó sẽ có thể bằng với những cái trường hợp như là minasu, to minasu, coi rằng là, hoặc có phán đoán quyết định rằng là hanđan suru, to kimeru. Đây, nó có thể bằng với những trường hợp như vậy. Và từ đấy thì các bạn hiểu rồi, đấy là khi mà chúng ta dùng với cái dạng ngữ pháp thì nó sẽ có rất nhiều những cái dạng liên quan đến cái phần này. Một đó, là những cái ngữ pháp của N2 mà chúng ta học ấy, như là toshitara, tosuruto, hoặc là tosureba, thì nó đều xuất phát từ cái mẫu này. Nếu giả sử coi rằng là a thì kết quả sẽ như thế nào đó, đúng không? Hoặc là những cái mẫu như là toshitemo, dù cho rằng là như vậy cũng là đưa ra một cái giả thuyết. Hoặc những cái dạng như là toshite. Đó. Toshite bình thường chúng ta học ở cái mẫu N3 ấy thì các bạn chỉ học theo cái kiểu là một danh từ đi với toshite. Ví dụ tôi đến Nhật với tư cách là du học sinh,留学生 toshite, đúng không? Thế nên nhiều bạn không biết về cái mẫu này thì chỉ có nghĩ là gì? À, toshite nó chỉ đi sau danh từ thôi, nhưng mà không phải. Nó không phải là chỉ đi sau mình cái danh từ, mà cái tố sử dụng này là coi cái gì đó là cái gì đó, đúng không? Thế nên là các bạn sẽ có một cái dạng công thức, đấy là các bạn sẽ có một cái danh từ N1 này cộng với ô cộng với danh từ N2 cộng với tố sử dụng là cái động từ gốc, và khi nó nối với những cái động từ ở cái vế sau thì cái động từ gốc này người ta sẽ chuyển nó thành gì? Toshite. Hoặc là nhiều khi thay vì dùng với VT người ta còn dùng với những cái dạng như là chỉ người ta để mình là toshi thôi, tức là gì? Động từ sẽ chia về VMAS, bỏ đuôi MAS đi. Đấy. Ví dụ như là coi cái đó là mục tiêu này, hoặc coi cái đối tượng, coi phụ nữ là cái target, cái đối tượng nhắm đến này, joseo target to suru, hoặc là taisho to suru, mokuhyo to suru, mokuteki to suru, đúng không? Rất nhiều những cái từ vựng đều sẽ kết hợp cái phần này chứ không chỉ riêng mình ngữ pháp, hoặc là các cái dạng ngữ pháp như là okikake toshite. Đó, thực ra nó là từ cái này thôi. Coi cái đấy là cái cơ hội, cái lý do, hoặc là ohajime toshite, đúng không? Đó, hoặc là những cái dạng như là chushin toshite thì cũng là từ đều cái phần ngữ pháp này hết. Rồi, và khi mà các bạn đọc báo ấy, khi mà các bạn đọc báo, thậm chí các bạn còn thấy là cái tosuru này nó nằm ở cái phần đuôi cơ.
khi mà người ta đưa ra một cái giả thuyết, người ta coi cái sự việc này như thế nào đó. Thì trong cái phần câu này các bạn nhìn thấy này, kaiko ở đằng trước này là sa thải đúng không? Futo thì dùng để chỉ những cái không chính đáng, không đúng. Đấy, thì câu này là chủ ngữ đây là một cựu nhân, một cái cựu giống như là giáo viên ở cái trường đại học A, và người này đã bị sa thải. Thì ông này vào cái ngày mùng 8, ông này đã đâm đơn kiện yêu cầu là cần phải xác lập lại cái vị trí cho ông đấy, tức là gì, cần phải khôi phục lại cho ông ấy cái chức vụ, cái vị trí tại trường học đó, với cái lý do cho rằng là gì, cái việc sa thải đấy là không chính đáng đúng không ạ? Vì cho rằng sa thải đấy không chính đáng thì các bạn sẽ thấy là động từ VT ở đầu tiên này này, tố sư rự, người ta sẽ chuyển thành là tố ste, và VT này sẽ dùng để đưa ra lý do vì cho rằng cái việc sa thải đấy không chính đáng nên là ông ấy đã đâm đơn kiện. Đấy thì các bạn sẽ dùng với phương án số 1, toste. Và cái ngữ pháp này rất quan trọng. Kể cả các bạn học ở N2 hay ở N1 nó cũng sẽ dùng rất là nhiều. Rồi khi các bạn đọc báo nó cũng sẽ dùng rất là nhiều cái phần này nhá. Đó. Tiếp theo đối với câu số 10 thì phương án nào sẽ chính xác ở đây ạ? À, cái đoạn này chủ ngữ sẽ phải được ngắt từ đây đúng không? Đó. Cái kế hoạch này thành công hay không? Se cô sử được cái na cầu ạ? Thì cái từ này chúng ta đọc được không ạ? Cái từ này chúng ta đọc được không? Chữ song và chữ kiên đấy. Từ này các bạn sẽ đọc ở đây là gì? Số, số gì ạ? Số kênh này. Số kênh. Số kênh này sẽ dùng để chỉ cái nghĩa là gánh vác. Đó. Thì câu này là cái kế hoạch này thành công hay không là nhờ vào cái sự gánh vác của cậu. Cậu gánh vác, cậu đảm đương cái kế hoạch đấy như thế nào? Gánh vác, đảm đương một cái việc gì đó. Giống như kiểu như là tương lai của Việt Nam là phụ thuộc vào các em ấy. Đúng không? Việt Nam の将来はあなたたちの双肩にかかっています。Đấy. Thì cái động từ ni kakateru này sẽ dùng với nghĩa là phụ thuộc vào. Việt Nam の将来はあなたたちの双肩にかかっています。Đấy. Thì trong cái phần câu này đáp án của chúng ta sẽ là phương án số 1, phụ thuộc vào. Đấy. Thì các bạn sẽ hiểu rằng là trong những cái câu hỏi về ngữ pháp nó vẫn sẽ có những cái câu hỏi về từ vựng như thế này. Và bản chất của ngữ pháp vẫn là gì? Bản chất của ngữ pháp thì nó vẫn là một cái từ vựng ở trong một cái câu đấy thôi. Chỉ có điều là nhiều khi chúng ta đang cứ kiểu như là cứ nghĩ là ngữ pháp là một cái cụm nào đấy mình cho vào, không phải, nó là cái phần từ vựng. Và đã là từ vựng thì nó sẽ có phần biến đổi, đúng không? Ví dụ atateru thì nó là cái động từ ataru. Ataru này là cái chữ đương, đương và trúng cái gì đó, đúng không? Thế nên N2 các bạn mới gặp cái mẫu ni atari là vào cái dịp đó, nhân cái dịp đó, tức là vào đúng cái thời điểm đó thì người ta làm cái gì đấy, đúng không? Nhưng sau này khi mà các bạn lên N1 thì các bạn lại thấy là không học về cái mẫu đấy nữa, nhưng mà vẫn là cái từ đương này. Thì nó dùng với nghĩa là không tương đương, như vậy ataranai á, đúng không? Không tương đương, không tương xứng là không tới cái mức độ đấy. Hoặc là kanatte, từ cái động từ là kanau. Mà kanau thì chúng ta có nhiều nghĩa lắm, nhiều cái từ kanji nó nhiều nghĩa. Ví dụ các bạn sẽ thấy là kanau một là cái nghĩa này, cho cái nghĩa là giống như kiểu ước mơ hoàn thành sự thật, yume ga kanau. Rồi kanau là cái chữ thích cho cái trường hợp là phù hợp. Và kanau là cái chữ địch cho cái trường hợp là đối địch, chống lại. Đó, thì sau này khi các bạn học ấy, lên đến N1 các bạn sẽ có những cái mẫu như là te wa kanawa này. Tiêu và kanawa này thì thực ra nó chính là cái từ vựng này. Nếu mà như thế nào đó thì không thể chịu nổi, không thể địch lại nổi, không thể chịu nổi. Hoặc là một là tiêu ạ cho cái câu điều kiện, đúng không? Tiêu và kanawa này. Hoặc là nhiều khi người ta còn nhấn mạnh bằng cái cách là người ta dùng với te kanawa này để nhấn mạnh rất vô cùng cơ. Thì nó chính là cái từ kanau này. Nó chính là cái từ kanau này. Ví dụ như là lạnh như, nếu mà lạnh như thế này thì tôi không thể chịu nổi. Ngày nào cũng lạnh như thế này tôi không thể chịu nổi. Mainichi go samukute wa kanawanai. Đó, thì cái kanawanai chính là cái chữ địch này này. Kanawanai, kanau. Nó đều là từ vựng mà ra thôi. Kanawanai. Thì chúng ta hiểu được cái nguyên tắc cái phần từ vựng mà nó biến đổi thì chúng ta sẽ nhớ được kỹ hơn. Hoặc là những cái trường hợp như là oyonde thì nó chính là của cái động từ oyobu.
Oyo, cái chữ cập này nằm trong cái từ là skill, là phổ cập. Phổ cập tức là gì? Nó lan rộng, nhiều người sử dụng. Ví dụ điện thoại phổ biến, điện thoại phổ cập, đúng không? Thì Oyo nó sẽ dùng chỉ lan từ cái phạm vi nào đó đến cái mức độ nào đấy. Nên sau này lên N1 cũng sẽ gặp cái từ vựng liên quan đến Oyo này. Ví dụ như là chúng ta có thể gặp là một danh từ đi với như là Oyoba này. Oyo chuyển thành cái câu phủ định là Oyoba này. Tức là một là nếu mà đi với danh từ thì sẽ là không bằng cái N đấy, đúng không? Không bằng anh ta được, không đến cái mức độ bằng anh ta mà. Đó, thì một sẽ là danh từ cộng với như vậy Oyoba này. Hoặc nếu là động từ ấy thì người ta sẽ dùng với nghĩa là không tới cái mức làm cái việc đó. Ví dụ như là Shinpai ni wa oyobimasen, Shinpai ni wa oyoba nai, tức là không tới cái mức mà phải lo lắng. Thì tất cả nó đều là thuộc từ vựng hết nhỉ. Rồi tiếp theo các bạn đến với câu số 11 ạ. Câu số 11 thì phương án nào sẽ là phương án chính xác đây? Đầu tiên các bạn nhìn nha. Các bạn nhìn thấy về sau là chúng ta dùng với soda. Soda này được dùng khi nào? Khi mà chúng ta trích dẫn lại cái ý kiến, cái thông tin, cái ý kiến từ một ai đó. Thì ý kiến ở đây người ta cho rằng là cho đến khi mà cái lợi nhuận hàng năm tính đến tầm khoảng 10, hàng 10 triệu yên ấy, thì cái những cái người mà người ta kinh doanh theo cái chủ hộ kinh doanh cá nhân ấy, cuisine này thì sẽ có lợi thế hơn, tức là không cần đến mức phải đăng ký là thành kiểu một cái công ty, mà chỉ cần đăng ký thành, nếu mà quy mô lợi nhuận nó chỉ đến tầm khoảng là tầm 10 triệu yên thì cái hình thức là kinh doanh theo cái chủ hộ cá nhân nó sẽ có lợi thế hơn, đúng không? Thì đây là ý kiến của ai? Đây là ý kiến của ai? Đó. Thì cái phần trên này các bạn sẽ thấy là C môn cọ là nhà chuyên môn, những cái nhà chuyên môn mà họ tường tận, họ biết rõ về các cái quy định về thuế. Thì trong cái câu này các bạn sẽ dùng với phương án số 2, Iwaseruto to. Thì cái dạng này của chúng ta sẽ như sau. Các bạn sẽ có một danh từ. Danh từ này có thể là danh từ chỉ người, chẳng hạn nào watashi chẳng hạn, hoặc có thể là danh từ chỉ những cái nghề nghiệp chức vụ cộng với ni iwaseru, iwaseru to, đúng không? Nếu trực dịch ở đây sẽ là nếu mà cho những cái người này nói thì họ sẽ đưa ra cái ý kiến như sau, đúng không? Đằng sau đó sẽ là cái ý kiến của họ, hay nói chính xác là theo, chúng ta sẽ dịch cái câu này là theo những cái nhà chuyên môn mà họ tường thuật về cái quy định về thuế thì họ nói rằng như thế này, như thế này. Thì đây là cái phần đưa ra ý kiến của cái đối tượng đó. Nhưng nếu mà các bạn dùng với ni iwareru, tức là các bạn dùng với dạng bị động, thì nó lại mang cái nghĩa là mình bị cái người đấy nói hoặc mình được cái người đấy nói, thì nó lại không dùng trong trường hợp này, đúng không? Nó lại không dùng trong trường hợp này, mà là gì? Nếu cho họ đưa ra ý kiến thì sẽ là đưa ra cái ý kiến như thế này, và luôn nó sẽ là cái phần đằng sau sẽ là ý kiến của cái đối tượng đó. Chúng ta sẽ dùng với cái phần mẫu này nhé. Rồi tiếp theo với câu số 12 ạ. Phương án nào sẽ đúng ở đây ạ? Câu số 12. Kondo koso. Cái này mấy cái mẫu này ở N3 học rồi này, ví dụ như là những cái dạng liên quan đến mono cả. Shimatsu da thì lên N1 học này. Tsutsuaru cũng là N2 học rồi này, đúng không? Đó, thì mono cả thì thứ nhất là nó dùng trong cái trường hợp nhấn mạnh phủ định. Iku mono cả thì bằng với zettai ni ikanai, nhất định là sẽ không đi nữa. Shimatsu da thì đưa đến một cái kết cục. Tsutsuaru đang dần dần và nó sẽ đi với những cái động từ thể hiện cái sự thay đổi. Thì câu này các bạn sẽ dùng với temiseru là phương án số 3, thể hiện cái sự quyết tâm, nhất định lần này tôi sẽ chiến thắng cho mà xem, đúng không? Và từ trước đến giờ tôi chỉ toàn thua cậu thôi. Imamade zutto kimi ni wa makeppanashi dakedo. Tiếp theo nha, chúng ta đến với câu số 13. Phương án nào sẽ đúng với câu số 13 này? Rất là nhẹ nhàng và êm ái đúng không? Toàn là cái phần tổng hợp lại những cái kiến thức căn bản nhất. Nhưng mà những cái dạng này thì cũng đã từng xuất hiện trong các cái phần đề thi rồi đấy. Ở trong đề thi nó sẽ có những cái câu mà phân loại để được cái điểm cao hơn, hoặc là những câu ở cái mức độ chúng ta đã từng học cái dạng này rồi đúng không? Với câu thứ nhất này, đây các bạn gặp lại với từ atatte bạn này. Này. À, bình thường thì chúng ta thấy là ni atari, ni atatte. Khi A thì B. Đó. Nhưng mà trong cái câu này ở đây thì người ta sẽ dùng với te wa, thì cái te wa thì nó cũng sẽ là cái phần trường hợp nhấn mạnh khi người ta đưa ra là gì? Khi làm cái việc đấy thôi. Vào cái dịp, vào cái lúc làm cái việc đó. Thì trong câu này các bạn sẽ dùng với trợ từ ạ. Chúng ta sẽ dùng với trợ từ ở đây là koto to itashimasu.
Kotoといたします này. Thì cái dạng này là một trong những cái phần khi mà chúng ta chia về khiêm nhường ngữ. Bình thường cái động từ này các bạn sẽ dùng là Gokentoいたします. Chúng tôi sẽ xem xét tổng thể dựa trên các cái mục đánh giá. Đó, bình thường sẽ là Gokentoいたします. Thì thay vì dùng một cái trường hợp khiêm nhường ngữ đó thì các bạn có thể dùng bằng cách là động từ đấy sẽ chia về nguyên mẫu cộng với Kotoといたします, nó sẽ tương đương với nhau. Và cái dạng này thì toàn là gì? Cái dạng này sẽ là chỉ là cái phần khiêm nhường ngữ thôi các bạn nha. Chúng ta sẽ không dùng với tôn kính ngữ với cái dạng này, nó sẽ tương đương với nhau thôi ạ. Rồi tiếp theo với câu số 14 ạ. N1 toàn girl không có boy nào nhỉ? Đâu, đâu phải là toàn girl đâu. Mình thấy ở trong lớp mình con gái nhiều lắm. Chắc là các bạn ấy đi làm, còn mấy bạn trai đang rảnh thôi. Nào, câu số 14 phương án nào sẽ chính xác đấy ạ? Câu số 14 thì có một cái từ mà mình phân tích cho các bạn là cái từ aranu này này. Các bạn nhớ giúp mình ở trong một số cái buổi clip trước thì mình cũng đã từng nói với các bạn đấy là những cái đuôi như là nữ hoặc là dư hoặc là ra rự thì thực ra nó chính là cái phần ngữ, phần phủ định nhé. Nữ hoặc là dư hoặc là ra rự thực ra nó chính là cái phần cách nói cổ của cái phần phủ định là bằng với này. Chỉ có điều là đối với đuôi nữ và đuôi ra rự thì phổ biến nó sẽ là đứng trước một danh từ, đúng không? Còn đối với đuôi dự thì nó sẽ được coi như là một cái cụm từ độc lập để kết hợp với cái vế sau. Còn ba cái này đều là phủ định. Đó. Thì cái đuôi nữ này nó sẽ đứng trước cái danh từ ta gai này, đúng không? Đó. Nhớ là cái phần phủ định. Thì aranu thì các bạn suy ra nó bằng với cái gì ạ? Aranu. Phương án số mấy sẽ phù hợp ở đây ạ? Phương án số mấy sẽ phù hợp ở đây? Aranu thì bình thường là chúng ta có aru là có cái gì đó, đúng không? Thì chúng ta cứ hiểu là cái aranu là không có, nhưng mà thực ra là nó sẽ dùng những trường hợp là những cái không đáng có. Này. Đó, ví dụ cái câu này là mình bị một cái nghi ngờ, mà cái nghi ngờ đấy vô lý lắm, nó không đáng có, nó chả có liên quan gì cả. Và cứ nhớ là cái aranu này thực ra nó sẽ bằng với atte wa naranai. Atte wa naranai không được phép có hoặc không đáng có cái trường hợp đấy, atte wa naranai. Thì lý do đằng trước các bạn sẽ phải đi tìm lý do. Chúng ta sẽ phải đi tìm lý do, đúng không? Thứ nhất là nomika thì không đúng rồi, bởi vì là các bạn nhớ là cái nomika thì nó sẽ bằng với cái gì ạ? Bây giờ mình sẽ nói cho các bạn các cái nguyên tắc về các cái ngữ pháp khi mà các bạn kết hợp với cả nha. Trường hợp đầu tiên là cái cả nó sẽ được kết hợp như thế này này. Một là trong câu khẳng định mà câu đấy có gimonshi, có nghi vấn từ thì các bạn sẽ phải thêm cả. Đúng không? Đấy là một cái nguyên tắc. Cái thứ hai nữa là một số ngữ pháp các bạn sẽ có thể hiện cái phần cả để thể hiện cái nghĩa là ví dụ các bạn có từ là CD là tại vì cái gì đó, đúng không? Hoặc là tame vì cái gì đó. Nhưng có khi các bạn sẽ thấy người ta dùng một cái dạng là se ka, tame ka thì nó sẽ thể hiện nghĩa là mình không xác định rõ ràng. Có lẽ tại vì cái đó hoặc có lẽ vì cái đó. Đó thì cái ka đầu tiên nó sẽ dùng trường hợp đấy. Trường hợp thứ hai thì ka nó có thể dùng trong một số cái dạng về câu phủ định. Ví dụ các bạn có những cái trường hợp như là nomi ka thì thực ra nó sẽ bằng với gì? Nó sẽ bằng với nomi narasu. Đó, với nghĩa là không chỉ A mà còn B. Nomi ka bằng với nomi narasu. Hoặc là bakari ka thì sẽ bằng với bakari dewa naku. Bakari ka, đúng không? Hoặc là các bạn còn gặp những cái từ như là dokoro ka. Đấy, thì trường hợp thứ hai là các cái ngữ pháp khi nó kết hợp với ka thì có một số ngữ pháp nó sẽ thể hiện cái nghĩa phủ định. Không những không A mà thậm chí còn B, không chỉ A mà còn B, không chỉ, đúng không? Đó, thì cái phần ka này nó sẽ dùng cho những cái trường hợp như vậy để chúng ta lưu ý là chúng ta nhớ được nó thành cái cụm luôn. Thì trong cái câu này không phải nghĩa là không chỉ, à chúng ta có từ là iawaseta, iawaseru là mình có mặt tại cái nơi nào đó. Iawaseru. Này, cái chỗ này các bạn sẽ dùng với chữ hợp nhé. Thì cái câu này các bạn sẽ dùng với dakede, chỉ vì là anh ấy có mặt tại cái hiện trường của cái vụ án đó
Thế nên là anh ấy bị một cái nghi ngờ không đáng có. Đấy, cái câu này nó không phải dùng để đưa ra mức độ mà là chỉ vì. Thì tại sao chúng ta lại dùng với đa kế đấy? Thì lý do là bởi vì như thế này. Bản thân cái trợ từ đệ mà chúng ta học ở phần sơ cấp thì nó với nghĩa là một là đi sau những cái danh từ chỉ cái công cụ, cái cách thức hành động, ăn cơm bằng đũa, đúng không? Thế nên đa kế đệ nó sẽ có cái nghĩa đầu tiên là chỉ cần. Đó, chỉ cần, lúc đấy các bạn sẽ dịch là chỉ cần nhé. Chỉ cần bằng cái việc làm gì đó thì cái kết quả đằng sau nó thường lúc đấy nó sẽ đi về kết quả. Chỉ cần, chẳng hạn như là chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy rất là háo hức rồi, đã thấy vui rồi, mình chuẩn bị được đi du lịch và chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy vui rồi, thì mình sẽ dùng là điều cô nỉ ít cơ cô tố khăn gai được đa kê đế thà nô si cử nát tê. Thì lúc đấy các bạn sẽ dịch là chỉ cần. Nhưng trợ từ đế ngoài cái nghĩa là đi về công cụ cách thức ra thì nó còn dùng với nghĩa là gì? Vì. Đấy, vì đúng không? Thế nên là các bạn sẽ gặp cái trường hợp đa kê đế này với nghĩa là chỉ vì. Đấy, nó sẽ có hai cái cách dịch, một là chỉ cần, hai là chỉ vì. Đó. Và tùy từng cái phần trường hợp cái bối cảnh để chúng ta xác định nó là chỉ vì hay là chỉ cần. Ví dụ như là chỉ vì mình quên viết tên nên là mình đã bị không điểm. Đó, mình có thể dùng là namae o kaki wasureta toyu dake de. Chỉ vì một điều rằng là toyu dake de. Namae o kaki wasureta toyu dake de. Re ten ni saremashita. Đó, thì nó là chỉ vì cái lý do đấy. Hoặc là chỉ vì là cô ấy dễ thương thôi nên là cô ấy được nhiều người yêu thích. Kanojo wa kawaii toyu dake de ninki ga arundayo. Đó, thì tùy từng trường hợp nha. Ở đây sẽ là chỉ vì chứ không phải là chỉ cần. Tiếp đến với câu số 15 thì cái phần câu này cũng là một trong cái dạng ngữ pháp nhưng mà nó hỏi về cái phần từ vựng ở trong đề đã từng thi của N1. Thì nãy giờ các bạn cũng sẽ thấy là các cái phần câu ngữ pháp nó không chỉ đơn giản là chúng ta gặp những cái mẫu ngữ pháp rất là khó của N1 mà nó sẽ thêm vào những cái dạng từ vựng như thế này. Thì các bạn phải xem cái phần từ gốc của nó. Fukumeru là bao gồm cái gì đó. Ukeru thì dùng với nghĩa là nhận hoặc là chịu. Nhận hoặc là chịu, ví dụ như là nhận hoặc chịu một cái tác động nào đó. Còn như watatte chính là từ cái động từ wataru, trải rộng trên một cái phạm vi. Nó sẽ đi với những cái phạm vi về thời gian hoặc là không gian, ví dụ kéo dài 3 ngày, kéo dài 3 cây số. Nikagite thì nó chính là cái động từ kagiru thôi, giới hạn với cái gì đấy thôi. Thì trong cái câu này ở đây là do chịu cái ảnh hưởng của cái xu hướng hồi phục kinh tế gần đây. Thế nên là cái tuyển dụng những cái ngành nghề chúng ta có từ là sogo soku nhé. Sogo soku này á thì chúng ta hiểu nó là những cái công việc nhìn cái từ tổng hợp nhưng mà nó sẽ phải hiểu cái bản chất như thế này này. Sogo soku sẽ dùng để nghĩa là những cái vị trí mà người ta kỳ vọng trong tương lai sẽ là lên cái chức gọi là kandi soku, lên cái chức quản lý trong tương lai. Hay nói cách khác là những cái nhân sự cấp cao ấy, những cái nhân sự mà người ta có kinh nghiệm ở nhiều cái ngành nghề, nhiều cái bộ phận và người ta có cái nghiệp vụ nó rộng ở nhiều cái lĩnh vực, trong tương lai người ta sẽ lên cái chức quản lý thì người ta gọi nó là sogo soku này. Thì trong câu này là do chịu cái ảnh hưởng của cái xu hướng hồi phục kinh tế nên việc tuyển dụng những cái đối tượng nhân sự cấp cao thì nó đang trở nên rất là sôi động. Thì câu này không phải là bao gồm mà câu này là chịu cái ảnh hưởng của cái đó. Thì các bạn sẽ phải dùng với phương án số 2 là ukete. Rồi, tiếp theo đến trường hợp câu số 16 ạ. Câu nào sẽ phù hợp ở đây? Câu số 16, phương án nào sẽ phù hợp ở đây ạ? Ở đây nhá, có một cái phần như thế này này. Mình thấy là nhiều bạn là các bạn cứ nghĩ là khi mà chúng ta nối ví dụ ở đây có bạn nào thắc mắc là tại sao cái chỗ này lại dùng là tsukatta sau đấy thì lại nối với một cái danh từ như thế này không? Nhiều người cứ nhiều bạn là không biết là cứ cãi là cái chỗ này là phải dùng là title tsukatte chứ tại sao lại dùng với tsukatta? Thì khi mà các bạn đọc nhiều thì các bạn sẽ nhận ra có những cái phần như thế này này. Tức là cả cái phần này đều sẽ là bổ nghĩa cho cái danh từ ega ở phía sau, đúng không? Một cái bộ phim, đấy là cụ thể đó là một cái bộ phim tài liệu, đúng không? Mà cái bộ phim tài liệu đó thì lấy cái ca khúc nổi tiếng đấy làm cái ca khúc gọi là cái tiêu đề, title.
Thế thì cái phần này là cái phần bổ nghĩa cho cái danh từ ở phía sau này. Và bởi vì nó bổ nghĩa nên người ta vẫn chia nó về cái phần vê tọa. Kể cả sau này người ta có thêm một cái tính từ nữa thì người ta vẫn sẽ chia nó về cái phần động từ, một là vê rựa hay là vê tọa. Chứ người ta không phải là người ta nối nó thành VT đâu nha. Nối nó VT nó lại kiểu khác, còn đây là bổ nghĩa danh từ. Và phần đằng sau là không thể không đi xem, đúng không? Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ hiểu như thế này này. Cái nguyên lý, cái gốc để chúng ta phân biệt giữa hai cái mẫu của n, của n1 đấy là ni at t và tố at t. Nó chỉ đơn giản là cái phần trợ từ thôi. Ở cái phần sơ cấp các bạn đã học cái dạng đó là ở đâu đó có cái gì, ở đâu đó về cái sự tồn tại, đúng không? Có cái bút ở trên bàn, có cái quyển vở ở trên bàn,机にあります。Nó sẽ là một cái danh từ chỉ địa điểm. Nhưng thực ra là nó không phải chỉ dùng với cái nghĩa như vậy. Ví dụ khi mà các bạn nói là cái ý nghĩa nó nằm ở đâu đó, imi wa, nằm ở cái điểm nào đó, thì người ta có thể dùng là tokoro ni aru. Ví dụ cái ý nghĩa của cái bộ phim này nó nằm ở cái chỗ này này, đúng không? Hoặc nằm ở cái điểm này này. Đấy thì lúc đấy nó không còn là nằm theo cái kiểu về mặt vật lý nữa, là cái bút nằm ở trên bàn nữa, đúng không? Đấy thì người ta vẫn dùng với ni aru. Hoặc ở trong cái trường hợp này thì cái ni aru nó sẽ khác với tố at, cái ni atte nó sẽ khác với tố atte như thế nào? Cái ni atte này nó sẽ đi với những cái danh từ chỉ bối cảnh, chỉ cái hoàn cảnh, chỉ cái điều kiện, chỉ cái trạng, chỉ cái ví dụ như là thời đại này, bối cảnh này. Vì ở trong một cái tình huống nào đó, đúng không? Ở trong mà, ví dụ vì ở trong một cái xã hội quốc tế hóa thì cái xã hội đấy chính là cái tình huống, cái bối cảnh, nên chúng ta phải đi với trợ từ nhi. Ví dụ như là kokusai ka shakai ni atte, thì cái ni atte nó phải đi sau những cái danh từ chỉ địa điểm, chỉ bối cảnh, ba men, chỉ cái tình hình, đúng không? Ở trong cái tình hình đó, ở trong cái trạng thái đó. Đấy, thực ra cái ni atte này nó chính là cái ở trong, nên là thực ra nó chính là cái cách nói cứng hơn của cái trợ từ gì? Nó chính là cái cách nói cứng hơn của những cái trợ từ như là ni oite thôi. Này. Thì trong còn cái tố atte là như thế nào? Tố atte thì chúng ta thấy trợ từ to nó thường đi với phần gì? To kangaeru. To kakimasu, nói là, viết là. To iwaremasu, đúng không? Đó. Là cái gì đó, tức là nó diễn giải cái nội dung ra thôi. Nên trước nó sẽ là cái sự việc để người ta diễn giải ra cái lý do thôi. Chứ nó không phải là cái những danh từ chỉ cái bối cảnh, thời đại hoặc là cái tình huống. Đúng không? Đó, nên là trong cái câu này các bạn sẽ không dùng với ni atte được, mà các bạn phải dùng với to atte. Đấy, thì đấy chính là cái sự khác nhau giữa cái trợ từ ni và cái trợ từ to mà thôi. Thì trong cái phần câu này á, bình thường chúng ta sẽ học là to atte từ cái động từ to aru. Nhưng khi mà các bạn dùng một cái dạng là to atte vậy thì nó chính là câu điều kiện. Nếu là vì cái này thì đằng sau như thế nào đó, đúng không? Đó, thì các bạn sẽ thấy là tố atte này, tố atte vạ, nó biến đổi mà, nó không phải lúc nào cũng chỉ cố định. Thế là nếu là vì cái lý do là cái bộ phim truyền hình, cái bộ phim tài liệu mà nó lấy tiêu đề là cái ca khúc nổi tiếng đó, nó được công chiếu, nó được công bố, thì nếu vì lý do đấy thì tôi không thể không đi được, thì các bạn sẽ dùng với tố atte vạ ở đây. Này nhé. Nên nhiều khi là mình phải phân biệt giữa cái phần trợ từ của nó. Tiếp đến với phần câu số 17 ạ, phương án nào sẽ chính xác ở đây? Câu số 17. Cái chủ ngữ ở đây các bạn sẽ ngắt từ cái phần là no wa ですね. おしゃべりの彼女が静かなのは寝てる時。Phương án nào sẽ đúng ở đây? Cô ấy là một người nói rất là nhiều và cái lúc mà cô ấy im lặng thì như thế nào đó. Đấy. Thì cái này cũng để ý một chút trong cái phần dịch này. Trong cái phần dịch ấy thì cái tiếng Nhật ấy nó đảo cái vị ngữ lên trên đầu và nó thay thế bằng cái no wa. No wa rất là nhiều. Chúng ta sẽ thấy cái no wa làm chủ ngữ rất là nhiều. Thì cái việc mà chúng ta là dịch là no wa là như thế nào ấy thì chúng ta phải để ý cái đằng sau, cái danh từ của nó phía sau. Nếu là danh từ toki ở phía sau thì chúng ta sẽ được dịch là cái lúc, hoặc là nếu danh từ đằng sau là người, cái người nào đó, cái thời điểm nào đó. Chứ nhiều khi các bạn cứ nói là cái sự việc là thì nó dịch nó không bị không cân được với nhau. Thì câu này các bạn dịch là cô ấy là một người nói rất nhiều và cái lúc mà cô ấy
Im lặng thì chỉ có là lúc mà cô ấy đang ngủ thôi. Thì câu này thường các bạn sẽ bị nhầm cái phương án số 1, nhưng đáp án số 1 không phải đáp án đúng. Đáp án số 1 không phải đáp án đúng nhá. Tại bởi vì lý do như thế này này, chúng ta không có cái dạng ngữ pháp là dake no mono da. Chúng ta không có dạng ngữ pháp đấy. Mà nếu muốn dùng với dake thì các bạn chỉ dùng là neteru toki dake da. Tức là các bạn chỉ dùng mình cái từ dake thôi, chứ các bạn không có thêm cái no mono da này. Chúng ta không có cái dạng ngữ pháp này. Mà chúng ta có một cái dạng ngữ pháp đó là gurai no mono da. Này, gurai no mono da. Này. Thì cái gurai no mono da này nó sẽ dùng với nghĩa là chỉ gì đó. Chỉ tức là nó dùng cho cái duy nhất. Nó dùng cho cái duy nhất và nó thuộc cái dạng cố định, cái cụm từ cố định. Chứ chúng ta không có dake no mono da. Nếu câu này các bạn muốn dùng dake thì các bạn chỉ dùng dake da thôi. Này. Còn ở đây là gurai no mono da. Cái mono này thường là người ta cũng sẽ không phân tích, không dịch nghĩa nó ra đâu. Ví dụ như thế này nha. Cô ấy muốn nghỉ việc và tôi không muốn cô ấy nghỉ việc, thì tôi mới bảo với bạn là bây giờ bạn với cô ấy thân với nhau nhất, thì cái người mà có thể thuyết phục để cho cô ấy không nghỉ việc ấy chỉ có cậu thôi. Đó. 彼女が仕事を辞めないように説得できるのは君ぐらいのものだ。ね。Thì thường nó sẽ đi với danh từ cộng với cái cấu trúc của chúng ta sẽ là no wa ở làm chủ ngữ này. Sau đấy các bạn sẽ để cái phần đuôi là danh từ, có thể là danh từ chỉ người, cộng với gurai no mono da, chỉ nghĩa là chỉ có cái người đấy mới thực hiện được cái việc đó thôi. Chỉ có người đó thì nó dùng để nhấn mạnh cái số lượng ít ỏi. Hoặc là nhiều khi nó còn dùng để thể hiện cái sự coi nhẹ xem thường cơ. Ôi chỉ cỡ mày mới làm cái việc đấy chứ người khác người ta chẳng có làm cái việc hâm hâm như thế. Thì cũng sẽ dùng với cái trường hợp là gurai no mono da này. Còn nếu mà các bạn muốn dùng với dake thì các bạn chỉ dùng danh từ cộng với dake da thôi. Ví dụ trong cái câu lúc nãy thì các bạn sẽ dùng là 彼女が仕事を辞めないように説得できるのは君だけだ。Chứ chúng ta không có cái dạng ngữ pháp là 君のものだ。Rồi tiếp theo đến câu số 18 nha. Dạng câu này ở đây này chúng ta lại cũng quy về cái phần, các cái phần động từ. Các cái phần động từ gốc, đúng không? Những cái phần hôm nay mà các bạn làm đều là những cái phần được trích lọc từ trong các cái đề thi của N1 hàng năm ấy. Nó có những cái dạng như thế này. Thì câu này ở đây của chúng ta là số lượng người từ nước ngoài đến Nhật Bản sinh sống thì tính đến cái thời điểm hiện tại là năm 2010 thì đã lên đến cái con số như thế này. Thứ nhất là hikaeru. Hikaeru thì các bạn sẽ gặp trong những cái trường hợp, một là hikaeru với nghĩa là hạn chế cái gì đó. Nhưng trong đề thi ấy, nhưng trong cái phần đề thi người ta đã từng có cái năm là dùng với cái hikaeru này với cái nghĩa là gì? Sắp sửa chuẩn bị đến một cái sự kiện nào đó. Nhớ nhá. Hikaeru còn được dùng cho cái trường hợp là sắp sửa chuẩn bị đến một cái thời điểm, một cái trường hợp, một cái thời điểm nào đó. Sẽ dùng với o hikaete. Né. O hikaete. Đấy, thì cái đấy các bạn để ý, chứ là nó không phải chỉ có mình cái nghĩa là hạn chế đâu nha. Nó không phải chỉ có mình nghĩa là hạn chế đâu, nó còn dùng với nghĩa là sắp sửa đến một cái thời điểm. Thì các bạn sẽ có một cái danh từ chỉ thời điểm cộng với o hikaete. Và bản thân cái nghĩa của hikaete nó có nhiều nghĩa lắm. Né. Thì lúc đấy nó sẽ bằng với sugu chikaku ni arimasu. Né. Rồi còn đối với cái dạng là động từ thứ hai là trải qua cái gì đó thì không phải, nếu bà ta được là trải rộng. Nếu mà nếu bà ta được là phải trải rộng trên một cái phạm vi, ví dụ kéo dài cơ. Ví dụ như là tắc đường suốt 3 cây số, sang kilo ni bà ta được chiều tay. Còn cái câu này là lên đến con số nào đấy. Các bạn sẽ dùng một danh từ chỉ cái con số, số lượng cộng với ni no boru. No boru ở trong cái trường hợp này không phải với nghĩa là leo núi, mà no boru trong cái trường hợp này thì nó sẽ là cái sự thượng này, lên đến cái con số đấy. Đấy. Nên đáp án đúng của chúng ta trong câu này nó sẽ là cái phương án số 1 này. Tiếp theo nha, chúng ta đến với câu số 19. Câu số 19 này, thì trong cái phần này các bạn có một cái từ đó là makete kure. Makeru ở trong cái trường hợp này á, thì nó không mang cái nghĩa là thua đâu nha. Nó không mang cái nghĩa là thua đâu. Giống như khi mà các bạn học BGT ấy, các bạn sẽ thấy là có một số cái động từ mà nó không có cái nghĩa gốc thông thường hàng ngày của nó. Ví dụ như là động từ benkyo suru.
Bình thường chúng ta chỉ biết có mỗi cái từ benkyo suru với cái nghĩa là học thôi đúng không? Nhưng mà khi học PGT thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có một cái nghĩa nữa. Nhưng mà kể cả không phải chỉ mình PGT đâu, kể cả trong cái phần nghe chúng ta học N1 vẫn sẽ gặp cái từ benkyo này. Benkyo suru đấy nó sẽ dùng khi mà chúng ta giảm giá. Này. Đó. Giảm giá nhé, nó còn một nghĩa là giảm giá. Thì cái động từ makeru này nó cũng sẽ dùng cả cái câu này là makete kure, thì dùng khi mà chúng ta mặc cả với nhân viên bán hàng là hãy giảm cho tôi đi. Tên ni makete kure to tanonda ra. Sau khi mà tớ nhờ cái nhân viên bán hàng là hãy giảm giá cho tôi thì người ta giảm cho tớ những 20% cơ đấy. Đúng không? Thì người B trong cái câu này sẽ ê ite miru. Thì đây là một cái cụm từ cố định các bạn nha. Đây là một cái cụm từ cố định thì các bạn sẽ dùng với ở đây đó là ite miru mon da ne. Ite miru mon da ne. Đó, ite miru mon da ne chứ không phải là dame hay là dake hoặc là wake. Đối với trường hợp này nếu như các bạn không biết cái cách nói này để các bạn suy ra thì thường sẽ bị sai. Thì cái câu ite miru mon da ne được dùng khi nào? Được dùng như thế này này. Khi mà chúng ta cứ nghĩ rằng là mình nói cái điều đấy ra thì chắc là không được đâu. Tức là mình không có kỳ vọng vào cái kết quả tốt đẹp. Nhưng mà không ngờ đến lúc mà mình nói ra thì đối phương người ta lại đáp ứng ngay cái kỳ vọng đấy cho mình. Đấy, lại không ngờ lại được cái kết quả tốt, đúng không? Thì chúng ta hay nói trong cái kiểu tiếng Việt là cứ nói đi cũng chẳng mất gì nhỉ, không ngờ lại được cái kết quả tốt như vậy. Đúng không? Giống như kiểu như này nha. Mình muốn là nhờ sếp sẽ tăng lương cho mình. Đúng không? Mình nhờ sếp sẽ tăng lương cho mình. Lúc đầu mình không định nói nhưng mà sau khi mình nói ra thì được sếp ok, được sếp đồng ý đúng không? Đấy. Thì lúc đấy là gì? Nói ra chả mất cái gì mà còn được lợi. Thì người ta sẽ dùng cái trường hợp đây là ite miru mon da. Ite miru mon da. Nói cứ thử nói chả mất cái gì cả. Đó, chả thiệt cái gì cả mà còn được lợi, còn được người ta đáp ứng lại. Thì cái câu này đây là ite miru mon da. Đó, giống như cái kiểu một cái cách nói cũng cái kiểu khác nữa đó. Ví dụ như là cứ thử hỏi cũng chả mất cái gì nhỉ, cứ thử hỏi chả mất cái gì, thì người ta có thể trực dịch bằng cái từ là kite miru koto ni wa son wa nai. Đó, cứ thử hỏi chả mất cái gì nhỉ, kite miru koto ni wa son wa nai koto kana. Đó, son wa nai koto kana. Thì cái này thường dùng khi mà chúng ta nói về cái sự việc đã diễn ra rồi nhé. Là mình cứ nói, cứ thử nói ra và mình được cái kết quả như mình kỳ vọng. Hoặc là mình cứ thử hỏi người ta thì mình cũng chả mất gì và mình cũng được cái kết quả như mình kỳ vọng. Ite miru mon da ne. Hoặc là trực dịch cái dạng khác có thể dùng là kite miru koto ni wa son wa nai koto kana. Rồi, tiếp theo chúng ta đến với câu số 20 nha. Câu số 20. Câu số 20 thì có một cái từ này ở đây. Cái từ này. Từ này ở đây ấy, các bạn sẽ có cái phần ở đây là Towa no wakare. Này. Chúng ta sẽ đọc cái từ này là Towa no wakare. Towa no wakare. Này. Towa no wakare thì nó sẽ dùng cho những cái cuộc chia ly. Những cái cuộc chia ly mà sẽ không có lần thứ hai gặp lại. Nido to au koto no nai wakare. Đó. Thì tôi cảm thấy rất là dancho. Dancho. Dancho ở đây cho cái nghĩa là đau lòng như cắt từng khúc ruột đấy. Dancho. Khi mà phải chia ly với cậu. Chia ly với cậu, không có một cái lần gặp thứ hai đúng không? Thì đây chúng ta đều thấy là nó là một danh từ. Danh từ kết thúc câu đuôi des thì bây giờ người ta dùng một cái dạng lịch sự hơn, đó là de arimasu, chính là de aru thôi. Bây giờ chúng ta cùng xem nha. Các bạn sẽ có là shimatsu. Shimatsu thì nó sẽ dùng cho cái kết cục. Cái kết cục của một cái sự việc gì đó. Trong khi các bạn thấy cái từ dancho ở đây. Dancho ở đây nó dùng để chỉ cái cảm xúc. Nó không phải là một cái kết cục, đúng không? Dancho ở đây tức là hijoni kanashi, rất là đau lòng. Hijoni kanashi nó là một cái từ cảm xúc. Nên các bạn không thể dùng với dan shimatsu với nghĩa kết cục được. Hoặc là mikomi với nghĩa là một cái dự đoán, một cái triển vọng, một cái dự đoán nào đó. Thì đây cũng không phải là cái dự đoán của một cái sự việc.
Thì bây giờ chúng ta sẽ phân biệt cái sự khác nhau giữa cái kangai và omoi. Các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta muốn nói là tôi muốn cái gì đó, đúng không? Thì các bạn thấy là người ta sẽ dùng là tai to omoimasu. Tai, ví dụ ve tai to omoimasu. Chứ các bạn có bao giờ thấy người ta sử dụng với cái dạng là ve tai to kangaimasu không? Không, đúng không? Có dùng với tai to kangai được không? Không, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì cái kangai được ấy, nó sẽ dùng để chỉ những cái suy nghĩ thuộc về lý trí. Nó sẽ dùng để chỉ cái suy nghĩ thuộc về lý trí. Còn cái omo nó sẽ dùng cái cảm xúc, nó sẽ dùng cho những cái cảm xúc. Thì đấy chính là cái sự khác nhau giữa động từ kangaeru và động từ omo. Như vậy thì cái danh từ của nó là danh từ kangae và danh từ omo nó cũng khác nhau. Đấy. Đấy là cái lý do tại sao mà không có cái tai to kangae mà phải là tai to omoimasu, bởi vì là cái ve tai chính là cái mong muốn, nó chính là cái cảm xúc. Đấy. Đó, thông thường các bạn sẽ là tai to omoimasu. Đấy. Thế thì trong cái câu này cũng vậy, nó sẽ là cái từ dancho là cái phần cảm xúc nên chúng ta sẽ dùng với phương án số 3. Chúng ta sẽ dùng với phương án số 3. À, bài của chúng ta còn tương đối dài, thế để dành các bạn vào cái buổi hôm sau nha. Hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở cái câu số 20. À, nãy giờ từ câu số 1 đến câu 20 thì tương đối dễ. Từ bắt đầu đến cái câu 21 trở đi, đến cái phần cuối này mới là những phần câu khó này. Thì chúng ta sẽ tiếp tục vào cái buổi ngày hôm sau nha. Otsukaresama desu. Này. Rồi, các bạn sẽ còn được clip dài dài này, cứ bình tĩnh, cứ thế chúng ta từ từ chúng ta học thôi. À, còn 1 tháng nữa thì mình sẽ cố gắng là với cái đợt thời điểm tháng 11 này, chúng ta bước sang cái thời điểm tháng 11 thì sẽ cố gắng sắp xếp cho các bạn những cái phần buổi bổ trợ như thế này vào cái khung giờ 10 giờ đến 11 giờ để cho các bạn có thể nghĩa qua được một tí, mỗi buổi học được một tí. Otsukaresama desu. Arigatou gozaimashita. Nếu các bạn muốn xem lại thì các bạn cứ xem ở trên cái kênh YouTube Thảo Lê GP thì mình đều có đăng lại nha. Hoặc là xem ở trên cái fanpage này cũng được. Arigatou gozaimashita. Hôm sau là thứ mấy? Hôm sau để xem là thứ sáu hoặc là thứ bảy tuần này nha. Thứ sáu hoặc thứ bảy tuần này thì mình sẽ clip cho các bạn thêm một buổi nữa nha. Những cái phần buổi nào clip thì mình sẽ thông báo ở trên fanpage thì các bạn cứ để ý nhé. Arigatou gozaimashita.